chúng ta sẽ chỉ còn một buổi học nữa thôi. Trong buổi học ngày hôm nay, buổi chiều nay thì chúng ta sẽ cố gắng giải quyết tiếp cái phần kỹ năng đọc hiểu còn lại. Còn những gì còn lại thì sẽ để vào buổi cuối cùng. Và trong buổi học cuối cùng thì các anh chị cũng sẽ chia sẻ một người hết cố gắng đúng không ạ? Chúng ta dù thế nào thì... trao đổi cùng nhau à? Ngoài những cái trao đổi của những kỳ thi và những cái phần nội dung chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn. Mới được 29 anh chị trong lớp học. Chắc là hôm nay chiều nay thì có vẻ là nhiều người bận, sáng thì được đúng 12:35 sẽ bắt đầu buổi học ạ. Vâng, bắt đầu buổi học ạ. Hôm nay được 32 người rồi. Trong buổi học sáng nay chúng ta đang hoàn thiện xong hết tất cả cái phần ôn luyện cho bài thi kỹ năng nghe và chúng ta bắt đầu bước sang tiếp tục với phần kỹ năng đọc. Và tôi cũng đã giải thích cho mọi người đúng không ạ, về thứ nhất là cái định dạng phần thi kỹ năng đọc của chúng ta như thế nào. Cái lưu ý khi làm bài, làm bài của kỹ năng đọc chúng ta có 30 câu thì hoàn toàn 30 câu trắc nghiệm nên không có gì quan trọng cả. Và chúng ta bước vào ôn luyện cho phần 1, phần đầu tiên 5 câu hỏi trắc nghiệm theo sau một bài đọc hiểu. Và chúng ta trao đổi học viên tiếng Anh, người thi thường đang sử dụng khi đối với bài đọc hiểu tiếng Anh đúng không ạ? Thì chúng ta tập trung quan tâm đến hai kỹ năng, đó là skimming và scanning, kỹ năng đọc lướt và kỹ năng đọc quét. Cũng chia sẻ là không có nhiều thời gian để đi sâu về kỹ năng một như vậy, tiến hành với những phần chúng ta tiếp tục ạ. Còn các bạn, như các bạn đang vào nhầm cái đường link, chúng ta nhớ cách chúng ta vào. Bây giờ mời mọi người nhìn vào cái bài tập đầu tiên của chúng ta, bài đọc như là hôm trước đã nói với mọi người về cái bài Pelham đúng không ạ, Pelham là cái thị trấn Pelham sau một cơn bão. Trong bài tập luyện của chúng ta thì có 6 câu hỏi tất cả, nhưng mà bài thi chỉ có
5 câu nhé. Nên là các anh chị cũng lưu ý khi mà nhìn nhìn câu hỏi trong bài thi, nó là vào loại là câu nặng. Các bạn nó không mở được đâu, sao? Tôi bắt đầu sẽ động dịch nước cho các anh chị nhé. Và đến mọi người cố gắng bám sát theo cái đoạn thông tin dịch. Many trees in the nhiều cây cối ở khu vực Brighton đã bị đổ trong trận bão khủng khiếp vào tháng 3 năm đó. Thị trấn đã mất hai cây vôi lớn từ quảng trường chợ trước đây. Lime tree là cái loại cây lấy gỗ không ạ, cái vôi. Sự biến mất của hai cái đặc điểm nổi bật này, chính là hai cây này ấy, đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của trung tâm thị trấn. Và nó đã gây ra cái sự khó chịu của những người dân vốn dĩ là rất bảo thủ ở đây. Ngồi thấy không ạ? Đến đây ngồi ạ, nếu mà nhớ cái câu hỏi đầu tiên đã cùng phân tích thì đây là chính là đáp án đây. Tiếp tục ạ. Trong số những người giận dữ và dưới những cái trường hợp thì bình thường hơn, có lẽ là có tránh thanh tra trưởng Dolores Pelham. Nhưng vào đỉnh điểm của cơn bão trong tuần đó, khi gió đã làm đổ những cái gốc cây óc trưởng đã không ở trong một cái tình trạng là có sao nó có thể nhận ra điều đó. Một người đàn ông to lớn và khỏe mạnh, và trong lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, anh ta đã bị ốm nặng vì một cơn phế quản. Viêm tiểu phế quản, bronchitis là viêm phế quản, bị ốm cơn vì viêm phế quản. Khi lần đầu tiên anh kêu đau đầu và thấy khó thở tức ngực, thì vợ của anh, bà Polly, đã cố gắng thuyết phục anh ta đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, bản thân mình thì tin rằng là gì ạ? Lực lượng cảnh sát không thể làm gì mà không có anh ta, nên anh ta như thường lệ phớt lờ ý của vợ mình đi và cố gắng tiếp tục làm việc. Đúng như theo dự đoán, predictably là có thể dự đoán được, mặc dù anh ta đã không nghe, đã không lắng nghe bất kỳ ai bảo mình phải làm cái gì, nhưng cái điều này thì có một cái ảnh hưởng nên đến trí nhớ, nhưng cái tâm trí đang fucking his memory là mờ trí nhớ đúng không ạ? Và rút ngắn, xin lỗi, cái từ này là khiến cho tinh khí của anh ta có trở nên cộc cằn. Và chỉ khi đồng nghiệp của anh ta, đồng nghiệp của Pelham đúng không ạ, trung sĩ Lloyd thì đã chủ động và đưa anh ta tới cửa nhà bác sĩ, mà cuối cùng anh ta mới đồng ý, mới chịu nhượng bộ. Và vào lúc này thì anh ta đã không còn sức khỏe để mà tranh cãi với cô ấy nữa. Và ngay lập tức thì cô ấy đã đưa anh ta đi tiếp theo tới cửa hàng dược sĩ để mua cái đơn kháng sinh mà đã được kê, và rồi đưa anh ta về nhà trước cái người để thấy cái vợ sao ạ. Chả ngạc nhiên gì cả, người đã đưa anh ta thẳng lên giường để nghỉ ngơi. Và rồi khi mà Polly nói với anh ta rằng vào sáng thứ năm đúng không ạ, rằng cây óc chó trong vườn đã bị đánh đổ trong đêm, thì Pelham vẫn chưa sao ạ, chưa nhận thức được điều. Anh muốn nó check in là không nhận thức, không đang bị ốm mà nên là không đều trong đầu được. Vào tối thứ năm, khi mà anh ta yếu ớt hỏi về cái thiệt hại của ngôi nhà cũng như rên rỉ cảm ơn rằng là anh ta đã không nghe thấy gì cả, và kéo cái tấm chăn phủ lên đầu mình. Chỉ cho tới khi tới thứ bảy, khi mà cái thuốc kháng sinh thì bắt đầu có hiệu lực thì nhiệt độ đã giảm và anh đã ngồi dậy được. Anh ấy bàng hoàng nhận ra rằng nằm trong một khu vườn rộng lớn, nó thì không hề rẻ, nhưng thậm chí Pelham cũng không hối tiếc vì đã mua ngôi nhà này. Khu vườn
rậm rạp thì đã tạo nên một cái ấn tượng. Tuy nhiên thì giờ đây cơn bão đã thay đổi cái vẻ bề ngoài đó. Trước đây cái tầm nhìn từ phòng thì đã gì không hề làm tối căn phòng bởi vì còn có cái cửa sổ ở bức tường đối diện, nhưng cái cây đã bộ đã mang tới một cái phim sáng và bóng tối rất là thú vị để che giấu đi những cái đồ đạc nội thất đã cũ kỹ của ngôi nhà mà được mang theo từ căn nhà trước đó của họ. Khi cái cây biến mất thì căn phòng trở nên sáng rực rất tàn nhẫn. Những đồ đạc cũ nát lộ ra trong cái vẻ tồi tàn của chúng, và cái tầm nhìn từ cửa sổ đã không có nghĩa là tầm và cái tầm nhìn từ cửa sổ không thể nào chấp nhận được ngôi nhà đây bây giờ đứng sừng sững ở đó, đúng không ạ? Ở ngoài và dường như có rất nhiều tầng cả sau cùng cử động một nhà. Đó chính là cái em đã kể, anh kể chúng ta chuyển tới đây. Cái sofa mới thôi, cho dù với bất cứ giá nào. Mọi người thấy là một đoạn văn, xin lỗi mọi người, tôi dịch lướt, tôi không phải là chuyên gia về dịch thuật nên là tôi dịch lướt, mọi người cố gắng hiểu. Thế là thì nó cũng phải cấu trúc được nghĩa đen thôi, nhưng nó không được bóng bẩy và hay như chúng ta đọc một cái câu chuyện tiểu thuyết được, đúng không ạ? Vậy thì cái câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó là vì sao mà một số cư dân ở cái vùng ở Brackham thì lại giận dữ sau cơn bão? Người thấy rằng là áp dụng chiến thuật scanning, người thấy ngay cái giọng cái khổ đầu tiên đấy ạ, đúng không ạ? To the annoyance of its more conservative inhabitants, đối với trước cái sự giận dữ của những người cư dân khá là bảo thủ ở khu vực ở cái vùng đất này. Vậy thì đó chính là gì ạ? Đó là sự mất đi cái hai cây vôi lớn do bão đánh quật ngã, đúng không ạ? Ở trong cái khu vực chợ. Ông Thuận, vậy là đáp án cho câu đầu tiên sẽ phải là gì ạ? Trong đó chính là the town looks different, thị trấn đã bị thay đổi, đúng không ạ? Bị thay đổi do biến mất cái vẻ cái khung cảnh thị trấn đã thay đổi do hai cái cây nó bị đốn đổ mất, đúng không ạ? Tiếp theo ở câu thứ hai, giai đoạn thứ ba, chúng ta thấy được cái gì về cái thái độ chung của Bell Hầm đối với công việc? Mọi người có nhớ đoạn thứ ba không? Để tôi dịch đó, tôi còn nhớ đấy là khi mà nói rằng là gì ạ? Mà ốm đấy, vợ khuyên như bác sĩ thì anh ta nghĩ rằng là gì? Cảnh sát không thể nào làm được gì khi mà không có mình cả, đúng không ạ? Đây ạ. Attempt to carry on working, vẫn luôn cố gắng làm việc tiếp tục này, và convinced that police force could not do without him, đúng không ạ? Vậy là một người như thế nào ạ? Theo anh chị, trong những cái lựa chọn đưa ra ở đây. Ok. Không tin tưởng được nghe. Đó là câu B. He is sure that he fulfills a vital role. Anh ta cho rằng cái vai trò của mình là vô cùng quan trọng, và nếu anh ta nghỉ thì cảnh lực lượng cảnh sát không thể làm việc được, đúng không ạ? Thì vì tôi dịch, tôi đã nắm được nghĩa nên là cái việc tìm câu hỏi, câu trả lời rất là nhanh. Mọi người sẽ mất thời gian hơn một chút, chúng ta đọc hết cả một cái lựa chọn này, sau đó chúng ta có thể dùng loại trừ. Nếu như nó không đúng so với nội dung của bài đưa ra, đúng không ạ? Hoặc có thể có căn cứ đã thể chọn được luôn. Tới câu thứ ba, đúng không ạ? Thì là khi mà vợ của Theo Hầm nói với anh ta lần đầu tiên ấy, nói với anh ta về cái sự đổ, về cái việc cái ốc chó đã bị đổ trong vườn, anh ta như thế nào? Người có nhớ luôn, anh ta đang sao? Anh ta đang ốm, đúng không ạ? Vừa được đi khám bác sĩ về vẫn đang ốm trên giường, và anh ta không cho vào trong đầu được, và không cho vào trong đầu chính là không quan tâm, uninterested. Và đáp án ta sẽ phải là câu thứ ba. Rồi, và cả cái đoạn dịch phía sau khi mà nói về cái sự thay đổi, đúng không ạ, của cái căn phòng của khách của nhà Bell Hầm khi mà cái cây ốc chó này bị đổ đánh đổ và biến mất, chúng ta thấy có cái gì ạ? Thấy có một điều gì ạ? Chính là gì ạ?
feel less private, đúng không ạ? Đó là trở nên ít riêng tư hơn khi mà sao? Khi mà cái tầm nhìn trước đây là cái nhà đối diện, bây giờ đây thì sao? Cả cái tòa nhà đó lộ ra, đúng không ạ? Và những cái tầng trên, đây ngay câu cuối cùng nhá. Và những cửa sổ tầng trên thì đây ạ, thì theo dõi theo, dường như là theo từng cái cử động, đúng không ạ? Từng cái hành động một của gia đình nhà Bell Hằng. Rồi ạ, và ở trên đã có một chút nói về cái sự privacy, cái gọi là cái tính chất riêng tư của cái căn nhà, của cái căn phòng nó đã hoàn toàn biến đổi. Đó ạ, ok. Sang trang câu thứ 5. Vì sao mà Molly lại cảm thấy rằng chồng mình cảm thấy hài lòng với cái người nhận xét của chồng mình? Thì ở đây là có một sự nhầm lẫn, mọi người thấy không ạ? Sau khi quan sát mọi thứ, quan sát cái căn phòng khách của gia đình và nhìn thấy cái bức tường đối diện xám xịt xấu xí, cái tầm nhìn từ căn phòng ra như vậy, thì Pelham có nói rằng là gì? Chồng nó có ghê không? Và ý ông ta lúc này, đúng không ạ? Theo cái nội dung của trong văn bản, ý ông ta chính là nói về cái tầm nhìn của căn phòng, nhìn ra ngoài cái bức tường xám xịt cái tòa nhà đối diện như thế. Nhưng Molly lại sao? Molly đang nó nghĩ về cái gì vậy ạ? Trong cái câu trả lời cô ấy, ta câu đã nhắc tới cái sofa. Cô đang nghĩ là chồng mình đang nhận xét về cái sofa cũ của căn nhà. Và cô ta nói rằng, em đã nói rồi, cứ khi chúng ta chuyển đây, chúng ta phải mua cái mới thôi, dù cho con nó bất kỳ giá nào. Vậy thì ở cái câu này ta phải lựa chọn, đó chính là cô ấy nghĩ rằng, anh ấy đang ám chỉ tới cái ghế sofa. She thought he meant the sofa. Ok. Và cuối cùng thì cả với đoạn dịch và cái đại đặc chúng ta đang rút ra một điều là thế thì cái tránh thanh tra theo hầm này thì có thể cái tính từ nào để mô tả về cái nhân vật này đúng nhất trong bốn tính từ? Open minded là đó rất là cởi mở, well liked là rất là được người thích thuộc, được mọi người ưa thích, warm hearted là trái tim ấm áp, hay là strong will là một gì ạ, ý chí mạnh mẽ. Thì thật ra một cái đoạn ngắn nó chưa đủ, nhưng mà đúng nhất sẽ phải là cái phù hợp nhất, đúng không ạ, sẽ phải là cái cuối cùng, đó là một người mạnh mẽ, một người mà dù có ốm đau ngực, tức ngực đau đầu mà cố gắng làm việc cứng đầu đấy, đúng không ạ? Ok, và đó là cái luyện tập đầu tiên cho phần 1 của bài kỹ năng đọc. Ta cùng check lại đáp án, mọi người nhớ rằng là chỉ có 5 câu thôi, trong bài luyện tập của ta là 6 câu, nhưng khi các chị tham khảo cho bài thi chúng ta cũng tập kỹ xem các câu hỏi nào được lựa chọn đưa vào. Câu đầu tiên của chúng ta đáp án là A. Câu thứ hai đáp án là B. Câu thứ ba đáp án là D. Câu thứ tư đáp án là B. Câu thứ năm đáp án là C. Và câu thứ sáu đáp án là D. Tôi bắt đầu đạp xe xuống cửa hàng với bố vào ngày thứ bảy, ngay khi mà tôi đủ lớn. Tôi coi đó như là đã giúp ông một tay, và vì vậy tôi không bận tâm đến những gì mình phải làm, mặc dù hầu như chỉ là đi tìm và mang các đồ vật suốt buổi sáng. Tôi đã cố gắng không coi nó là một công việc, và tôi mong chờ cái thanh kẹo sô-cô-la mà bà đưa cho tôi, mà bà rất là gọi là vô tình, nghĩa là rất là lạnh lùng khi đưa cho tôi khi tôi rời đi. Tôi cố gắng không nhìn bà,
tôi có lý do để cảm thấy tội lỗi, bởi vì tôi thường đã ăn củ chụp trái cây khô hoặc kho măng ăn. Từ khi nàng con trả lương xứng đáng cho con, anh ông cố gắng hết sức để cho cái cằm của mình trông thật kiên quyết khi nói. Bố sẽ nói với bà. Vào thứ bảy tiếp theo thì bà đã gọi tôi vào văn phòng nhỏ của bà ở phía sau cửa hàng. Tôi luôn ghét vào đó thì bà có một lò sưởi điện lúc nào cũng bật mức nóng mức hết cỡ, và các cửa sổ thì luôn được đóng thật chặt bất kể thời tiết nào. Trên sàn nhà thì có hàng đống các catalog và tài liệu quảng cáo đầy bụi bặm. Bà nói cháu muốn được trả tiền. Tôi trả lời vâng, làm ơn. Nó giống như là đi thăm cô hiệu trưởng ở trường, vì vậy tôi rất yên lặng và tôn trọng. Bà cho chúng mình thật dài và tặc lưỡi. Cuối cùng bà đưa ra một tờ rơi chính thức và lướt ngón tay dọc theo các cột số liệu. Con bao nhiêu tuổi rồi? 15 bà ơi. Tôi nói thêm những người làm toàn thời gian ở độ tuổi của con thì chỉ nhận được 40 bảng trong một tuần 35 giờ. Bà tuyên bố như vậy thì chắc chắn rằng bà không hề ủng hộ điều này. Không có gì ngạc nhiên khi không có lợi nhuận trong việc kinh doanh của cửa hàng. Vậy Janet, con muốn bao nhiêu mỗi giờ? Những câu hỏi như vậy thì luôn làm cho tôi cảm thấy bối rối. Thay vì cố gắng giải quyết chúng trong đầu, tôi chỉ đứng đó, không thể nào mà nghĩ thông suốt được. Con sẽ lấy bút chì và giấy mà cô đề nghị. Đừng bận tâm, bà giận dữ quát lên. Ta sẽ tự làm, ta sẽ cho con một bảng một giờ, cầm lấy đó hoặc là đi. Con sẽ lấy nó, cảm ơn. Và tôi mong đợi và ta mong đợi con sẽ thực sự làm việc để xứng đáng với cái mức giả đó. Và nhớ là nếu như mà đừng có đứng yên một chỗ này, và nếu như ta bắt gặp ăn vụng bất kỳ một thứ gì trong cửa hàng thì con sẽ phải chịu thì sẽ có rắc rối đấy. Đó là hành vi trộm cắp và đó là một tội ác. Kể từ đó thì công việc chính của tôi cửa hàng là lấp đầy các kệ hàng. Điều này thật buồn tẻ, nhưng tôi hầu như không mong đợi là được tin tưởng giao việc xử lý tiền. Tuy nhiên một hoặc hai lần khi bố bận rộn, tôi đã cố gắng giúp bố bằng cách là phục vụ từ sau quầy. Tôi ghét nó, rất là khó để nhớ giá của mọi thứ, và tôi đặc biệt vô vọng khi phải sử dụng tới cái bảng tính. Một số khách hàng đưa ra những nhận xét thiếu lý trí về điều này và càng khiến tôi nhầm lẫn hơn nữa, và tôi tự nhận mình là một kẻ ngu ngốc. Cửa hàng của gia đình là một cửa hàng lâu đời, khoảng tồn tại ít nhất 150 năm, nó thực sự là đã quá lỗi thời rồi. Nhưng mà có lỗi thời rồi, bố thì mong muốn là có thể làm cho cửa hàng trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng, nhưng mà bà thì không nghe. Tình cờ tôi nghe được một lần thì bố và bà tranh cãi về việc là có nên mua tủ cấp đông hay không. Bố nói khách hàng của chúng ta muốn mua tủ cấp đông lạnh. Họ nhìn thấy mọi thứ được quảng cáo, và nếu như họ không thể mua được ở cửa hàng của chúng ta thì họ sẽ đi nơi khác thôi. Bà trả lời, cha của con thì luôn bán thực phẩm tươi sống. Mọi người đến đây vì chất lượng, họ sẽ không muốn mấy thứ đồ đông lạnh đó đâu. Nhưng mà thực tế thì cuối cùng là bà cũng phải nhượng bộ để mua một cái tủ đông lạnh, vì ông tin rằng đối thủ lớn của bà đã có mua một cái tủ như vậy ở cửa hàng của ông ta tại đầu tiểu ngôi làng, và khách hàng bắt đầu đưa ra rất nhiều bình luận về tính tiện dụng của nó, về việc có thể mua được thực phẩm đông lạnh ở trong làng hàng, và xúc xích của ông tin rằng thì ngon như thế nào.
điều này đã thực sự khiến cho bà cảm thấy khó chịu vì bà luôn tự hào về sự nghiệp của mình và bà đã đành phải đưa tiền cho bố để mua một chiếc tủ cấp đông. Trong và tuần sau đó thì bà cũng đã bắt đầu ăn dồ đông lạnh giống như tất cả các bạn. Okay, một cái bài đọc dài và nó bắt trong một câu chuyện nên là tình tiết nó cũng hay hại chứ các bạn. Câu hỏi của chúng ta, câu hỏi đầu tiên ạ. Janet cảm thấy như thế nào khi mà lần đầu tiên cô ấy bắt đầu cái công việc của sáng thứ bảy của mình? Mọi người nhớ câu là gì? Đây ạ, mọi người nhớ câu này. Mua một cái ra cạnh đúng ạ, là gì ạ? Tôi nghĩ là đây là giúp được bố một tay, nên là tôi cũng không quan trọng gì, mặc dù công việc thì không có gì nhiều đúng không ạ. Vậy thì ở câu đáp án đầu tiên của chúng ta, ta sẽ phải chọn đó là đáp án B. She was pleased to be helping her father. Cô ấy hài lòng là mình đang giúp đỡ bố mình. Rồi, ở câu thứ hai là một câu chỉ rất đích danh, đó là chúng ta biết được gì về cái căn phòng làm việc của bà, của tác giả đúng không ạ? Chứ là của người nhân vật tôi trong câu chuyện này. Trong ở đoạn thứ hai thì mọi người nhớ cả một đoạn dài vô cả không? Nào thì là bà lục tung cái đống lộn xộn ở con tơ lô, tất cả cái chi tiết nhỏ đó trong đoạn thứ hai này thì đưa ra một cái kết luận của chúng ta là căn phòng này làm sao ạ? Không, rất là bừa bãi. It's worth it. Đúng không ạ? Đó là câu thứ hai. Đến câu thứ ba. Vì sao mà bà của Janet thì lại rất là giận dữ khi mà cô bé này đề nghị là sẽ lấy cho một tờ giấy và bút chì? Mọi người có nhớ cái đoạn này không? Đoạn này đó là gì? Khi bà đã đưa ra câu hỏi là cho bố bao nhiêu tiền ấy, mà cô bé ấy không trả lời được và yêu cầu đưa giấy chì để tính toán. Và chính vì vậy thì đáp án của câu thứ ba của chúng ta chính là Janet was unable to answer the question, và Janet đã không thể trả lời câu hỏi của bà mình là cháu có bao nhiêu tiền giờ, khi mà bà đưa ra một cái mức giờ chung là có 43, có 35 giờ quyết định, sau đó thì quyết định là trả một 7 giờ của một cô bé. Ta sang câu thứ tư. Cái cuộc tranh cãi giữa bố và bà của Janet là về cái gì? What did Janet's father and grandmother disagree about? Và tranh cãi này nó là về cái gì? Thì mọi người có thể thấy là cô có nói cái đoạn đó là về mua cái phụ cấp đông hay không, đúng không ạ? Thì bố của Janet có nên tâm lý luận là gì ạ? Đó là khách hàng muốn, khách hàng thấy quảng cáo, khách hàng muốn mua. Nhưng mà bà thì bà Janet nói rằng là gì ạ? Là từ xưa nay là chỉ bán đồ tươi sống mà thôi. Quy định vậy mà. Ở câu này thì đáp án của chúng ta trong cả bốn cái lựa chọn này thì sẽ phải là B2, đúng không ạ? Thì ông bố có nói là nếu như mà họ cần họ đến cửa hàng người ta không có, họ sang cửa hàng khác thôi. Nên tôi đã ăn câu này. Cô anh chỉnh một anh ở bên 2 nhưng mà không sao. How to keep the customers loyal. Loyal là trung thành. Trung thành với cửa hàng. Cái gì? Ta sang câu thứ 5. Anh đang thi một em gì nữa. What even lay the shit Janet's grandfather to buy a freezer. Tâm, anh bên 2 khó lắm. Và điều gì cuối cùng đã thuyết phục bà của Janet mua một cái tủ cấp đông ạ? Mình có nhớ không? Đó là cái việc đó là khi mà cửa hàng đối thủ của ông Simpson ạ, cũng có một cái tủ cấp đông và mọi người thì sao? Khách hàng bắt đầu khen ngợi. Và trong cái bốn cái lựa chọn này thì chính độ là cái lựa chọn nói, nó khác nhau là chính là của chúng ta. Đó là vì khi thấy cửa hàng chứa khách hàng bắt đầu khen ngợi về cái cửa hàng ông Simpson, về việc tiện lợi có thể mua đồ đông lạnh trong làng này, về món xúc xích rất là ngon của ông ta này. Vậy nên cái đáp án chúng ta sẽ là she responds to pressure from her customer, đó là đáp trả lại cái áp lực từ khách hàng khi mà cái khách hàng là luôn liên tục khen ngợi cái cửa hàng đối thủ. Ok, và câu cuối cùng, what impression do we get of Janet's feeling towards her grandmother? Và cái ấn tượng mà chúng ta có sau khi mà cả cái đoạn đọc và cái đoạn này về cái tình cảm hay là cái cảm giác, cái cảm nhận của Janet của nhân vật tôi trong câu chuyện đấy tới bà của mình. Ôi còn nhớ nhất là cái đoạn đầu tiên khi mà nói rằng là đi làm việc, cái lúc mà làm việc không công chưa có tiền trả thì mong chờ cái thanh sô cô la, nhưng mà được bà đưa rất là lạnh lùng, đúng không ạ? Hay là cách mà
bà và Janet. Anh đi riêng. Janet và bà của cô ấy nói chuyện với nhau. Em sao thậm chí là khi mà cô ấy mô tả lại cái cuộc tranh cãi của bà mình, sự ương bướng đúng không ạ, tính cách của bà. Vậy thì cái đáp án của cái câu này của chúng ta trong câu 6 thì sẽ phải là C. Tất cả chúng thấy là cô ấy không thích tính cách của bà mình. She dislikes her manner. Ok, sẽ cùng nhau kiểm tra lại đáp án cho phần này các anh chị nhé. Câu 1 của chúng ta, đây là bài đang ở bài tập số 2 trong phần 7. Câu 1 chúng ta lựa chọn đó là B. Câu 2 chúng ta lựa chọn là B. It's for untidy. Câu 3 chúng ta lựa chọn là A. Janet was unable to answer her question. Câu 4 chúng ta lựa chọn là A. How to keep the customers loyal to the shop. Câu 5 ta lựa chọn là D. She responded to pressure from her customers. Và câu cuối cùng chúng ta chọn là C. She disliked her manner. Okay. Và đó là bài tập số 2. Cũng hoàn toàn tương tự thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục sang cái bài tập tiếp theo. Có sao không? Từ 83 thì Peter Cook đã trở thành một thầy cái nghệ thuật của mình. Đó là nghệ thuật làm ra cái sản phẩm nghệ thuật từ vỏ sò. Ok, bài khá dài. Ta sẽ lại cùng nghe tôi dịch qua nhé. Dịch qua thì chị nắm được nội dung. Tôi dịch thì lúc nó sẽ tự nhớ thôi. Ok. Thầy mỗi trường con. Đâu con có thấy trường có mai đâu, con thấy trường một con chỉ có một em có chỉ có không biết làm gì chỉ có một chân đúng là anh chưa nhìn thấy trường cấp hai anh chỉ thấy trường non đấy trường không đấy nhìn bên trường sẽ không bận tâm chút nào nếu như mọi người không mua chúng, bởi vì tôi đã quá quen với chúng và đối với tôi chúng thật là đáng yêu. Tôi không bao giờ có ý định bán tác phẩm của mình vì mục đích thương mại và người thương mại mình sẽ
chúng ta sẽ đi nói chuyện với người chủ một phòng triển phòng trưng bày nghệ thuật. Và kết quả là một cuộc triển lãm ở London với 70% các sản phẩm đã được bán. Cuộc triển lãm thứ hai của ông được mở ra sẽ được mở đã được mở tại phòng triển lãm vào ngày hôm qua. Và hãy xem cái mức giá khổng lồ cho những cái vật đã được mua, khoảng 2.000 bảng cho một cái vật trang trí. Cuộc triển lãm với cái giá thành giao bắt đầu từ khoảng 225 bảng cho một cửa cho một cái một bông hoa bằng vỏ sò cho một cái bình pha lê. Cúc khẳng định rằng là ông không có ông không liên quan gì đến giá cả và hoàn toàn vui. Ông và chủ sở hữu của cái phòng trưng bày đã nói với ông là rồi một ngày nào đó bạn sẽ phải dừng công việc của bạn lại và mọi người cũng sẽ muốn những cái tác phẩm này bởi vì là sẽ không còn thêm một cái nào nữa. Tuy nhiên tôi ước gì Cúc nói là tôi sẽ thực hiện điều này sớm rất nhiều. Bởi vì khi đó tôi có thể sản xuất, tôi có thể làm ra những thứ rất là thú vị. Ít nhất là cái tiềm năng là vẫn đã có. Mặc dù thì ý tưởng vẫn còn và tôi vẫn đang cố gắng hết sức để tôi làm. Nhưng bây giờ về mặt thể chất thì tôi đã bị... ông ta tám đấy ra phổi rồi đúng không ạ? Tôi cũng đã bị hạn chế rất là nhiều hơn nhiều so với cái hồi trước đây khi mà tôi bắt đầu. Và... điều đó có thể tìm và sao ạ? Và đến bây giờ thì công việc mà ông đang cố gắng để làm thì vẫn là một con đường dài so với những cái tác phẩm vỏ sò thông thường mà có thể tìm thấy trên những cửa dọc những cửa hàng dọc bờ biển. Ông đã có những cái hàng cung kỳ cung có nhỏ đúng không ạ, giống như là làm từ vỏ sò, được ghép từ vỏ sò và những giỏ hoa trông thật đến đáng ngạc. Cúc đã tạo ra một cái phương pháp của riêng mình và ông đã tìm ra chúng thì ông đã sử dụng bìa cứng cùng với ông đã sử dụng bìa cứng này với những chiếc áo đã được dập để làm một bình hoa, một cái chất liệu keo glue, đây là cái hồ dán keo dán không có tên tuổi, nameless không có tên tuổi đúng không ạ? Được mua xỉ từ một người thợ đóng thuyền buồm đúng không ạ? Nếu mà nó hết thì tôi nếu mà anh ta hết thì tôi không biết làm tôi sẽ không biết là tôi sẽ không biết làm thế nào để làm ra cái chất liệu dán dính đó và bột giặt để có thể rửa cái vỏ sò. Tôi có ý tưởng là tôi sẽ cần phải làm cái gì và cứ thế mà làm thôi. Ông ấy nói về cái gọi là cái phương thức sáng tác của mình và nếu như chú ý tới chi tiết này, cái độ đậm nhạt của màu sắc này và độ đậm nhạt của màu sắc này, cái sự chuyển màu đấy ạ, và sự cân xứng thì cái sự cân xứng mà ông đạt được trong cái quá trình sáng tác nghệ thuật của mình thì không hề đạo không thì nó không phải là cái tình cờ, không như những gì ông ấy nói là có ý tưởng của thế mà làm, không phải tình cờ mà đó là hoàn toàn là cái ý của người viết rất rõ là muốn nói là đây là cái nghệ, một
cái tài năng của Phúc. Cái hành trình tìm kiếm cho những cái vỏ sò đặc biệt và bé nhỏ xinh đẹp này thì đã đưa ông đi xa hơn cái bãi biển ở Norfolk, tới Pháp, tới Thái Lan, tới Mexico, tới Nam Phi và tới Philippines. Đây là nêu tên một số cái bãi biển mà ông đã đặt chân tới và được tìm kiếm những cái vỏ sò đẹp để mang về nhà. Ông cũng khẳng định rằng ông chỉ thu thập vỏ sò chết thôi, và để cũng như là để tự bảo chữa mình trước những lời buộc tội những người mà viết cho ông những cái lá thư mà đã buộc tội ông là sao ạ, đã gọi là cướp bóc từ những cái bãi biển của thế giới. Khi mà tôi thu thập những chiếc vỏ thì tôi cũng nhận thấy những bàn chân to béo của con người đang dẫm nát chúng hơn là đang thu thập chúng. Và những chiếc vỏ sò còn lại thì là những cái vỏ sò mà biển đã là kiến bị vỡ vụn. Tôi cũng không ước mơ là sẽ thu thập những vỏ sò mà có mà bên trong chúng có những sinh vật đang sống hay là tôi cũng im lặng để đi tìm chúng. Một khi mà những occupant này là những người chúng ta biết là chúng ta có loại ốc hồn ấy, những con mà sinh vật cùng du ở biển mà nó sống với vỏ sò không có chết rồi ấy, thì một khi những cái sinh vật này đã rời đi, tại sao tôi không thu thập được chúng? Ý ông cả cái đoạn này đang nói về cái việc không bảo chữa trước những lời tục tội của ông ta. Ông không hề là những cái con sống chỉ có một chiếc cái vỏ sò chết mà thôi. Và nếu như một người nếu như cái lời lập luận này dựa trên cái số hành lý mà ông có thể là việc mang về nhà xong một chuyến đi của mình như vậy, thì cái tổng hợp của vẻ đẹp của cái tác phẩm của người này có lẽ là sẽ lớn hơn rất nhiều. Cái con đường tự nhiên của chúng chúng trở nên là gì ạ, rất là đáng thuyết phục. Những cái lời bào chữa của ông rất là đáng thuyết phục. Ok, một cái đoạn cũng hơi khó tâm một tí không xa, đúng không ạ? Đó về nghệ nhân làm các đồ nghệ thuật từ vỏ sò. Câu đầu tiên của chúng ta là gì ạ? Chúng ta có thể, người đọc thì có thể rút ra điều gì về Victor Cook trong đoạn đầu tiên? Trong đoạn đầu tiên này là chúng ta thấy là giới thiệu về... Có cái ngay cái đầu tiên ạ, người nhớ là ông ấy nói rằng là trong cái sách của mình ấy, thì ông ấy ước mơ rằng ông có thể làm việc với những cái vật liệu như là giấy hoặc là lông vũ, đúng không ạ? Vậy thì cái đoạn đầu tiên này đó là chúng ta rất là rõ. Đó là ta sẽ phải lựa chọn đáp án C, đúng không ạ? He hopes to work with other materials in the future. Là Peter Cook thì mong muốn được làm việc với những cái vật liệu khác trong tương lai. Và ở câu thứ hai là gì ạ? Khi đi xem quanh căn hộ của Peter Cook thì tác giả của bài báo cảm nhận như thế nào? Người nhớ cái câu này không ạ? Cái câu đây ạ. Đây. Cái cả cái câu này. Cái lần danh mỏng giữa cái việc nhàm chán, đúng không ạ, hay là trở thành tích cực thì có nói rằng là ý nói là ông ta rất là Peter Cook đã khiến ông thấy rằng phải rất là nhiệt huyết ạ, bởi vì là sao ạ, cả cái tính cách rất là cuốn hút, charming, his charm, và cả cái vẻ đẹp của những cái tác phẩm khiến cho cái chuyến đi, khiến cho người viết, đúng không ạ, tác giả cảm thấy rất là thú vị. Bởi vì đây đáp án chúng ta cũng sẽ phải là câu này, câu A. Is attracted by Cook's personality. Cái từ người ta nói là những cái sự cuốn hút của tính cách của Cook đã bị cuốn hút bởi tính cách của Cook. Ở câu thứ ba, khi mà tác giả đã hỏi về giá thành của những cái sản phẩm vỏ sò của mình thì Cook đã như thế nào? Có những câu nói chẳng hạn như là ông không hề liên quan thì cái giá này, mức giá này hoàn toàn là nhu cầu, và thậm chí là người chủ phòng triển lãm nói rằng là một mai khi mà ông mất đi, đúng không ạ, không còn ai làm thì cái giá thành phẩm còn rất là nhiều. Và ta sẽ chọn đáp án câu 3 là B. Ta sang câu 4. What does Cook regret about his work? Điều gì mà Cook thì rất là
hối tiếc về công việc của mình. Mọi người có nhớ không ạ? Đó là khi mà ông nói rằng bây giờ tuổi này thì cái năng lực, cái giới hạn về thể chất physically thì nó đã bị giới hạn rồi, nó không còn thể là ý tưởng của ông vẫn còn đó nhưng mà nó sẽ không tốt như cái mặt thể chất, có thể là chân tay sức khỏe cũng không được tốt như hồi trước khi ông bắt đầu nữa. Vậy thì ở đây các câu cố cho thể chọn là D đúng không ạ? Có lẽ ông không còn khéo léo thế. Trong bài thì có là cái dùng cái từ là physically limit, cái sự giới hạn của thể chất trong độ tuổi. Vậy thì ở đây các thể chọn đáp án là D. He's not skillful as he used to be. Bạn không còn khéo léo như trước đây nữa. Đến câu thứ 5 của chúng ta. Câu thứ 5 là gì ạ? When talking about the artist working method, the writer suspects that cook. Và khi nói về cái phương thức làm việc, phương thức sáng tác của người nghệ sĩ này thì tác giả thì có nghi ngờ rằng cook không làm sao ông ta nghi ngờ được gì. Mọi người có nhớ câu này không ạ? Đó là cái câu mà anh ta có cook thì nói rằng là gì ạ? Ý tưởng thì đến và cứ thế là mọi thứ nó tự diễn ra thôi. Nhưng tác giả, cái lời tác giả viết trong bài là gì ạ? Cái sự chuyển màu, cái sự đối xứng đúng không ạ? Của cái vỏ sò trong bắt tập không phải là sự vô tình, không phải là cứ muốn là làm được, đó là cái sự chú ý, một cái tài năng của Cook. Và chính vì vậy thì câu đáp án câu 5 này sẽ phải là câu C. Underrate his creative contribution, nghĩa là gì ạ? Đánh giá thấp, Cook đang đánh giá thấp cái những cái đóng góp về mặt sáng tạo, cái tài năng của bản thân mình. Và đó là đáp án của câu 5 chúng ta. Và câu 6, câu cuối cùng của bài đúng không ạ? Đó là gì ạ? What does the reader learn about Cook Shell collecting activities? Và người đọc có thể hiểu được gì về cái hoạt động mà đi thu thập vỏ sò của người nghệ sĩ này? Trong những cái đáp án này đưa ra thì cái đáp án mà cái phù hợp nhất đó chính là cái này đấy ạ. Nghĩa là nó phù hợp với nội dung của bài. Not everyone approves of what he does, nghĩa là không phải ai cũng ủng hộ, cũng đồng ý với những gì mà Cook làm. Bởi vì mọi người nhớ cái đoạn cuối cùng đúng không ạ? Là Cook có giải thích là cách ông tăng được vỏ sò, vỏ không có con sinh vật nào trong đó thôi, cái vỏ chứ không phải là những mà vẫn còn sinh vật sống trong đó. Nhưng vẫn có những người phản đối và họ biết những bức thư cho ông nói rằng là gì? Ông đang để bóc lột, đang chấn lột, đang cướp bóc của những bãi biển trên thế giới. Rồi, và đó là đáp án câu 6, chúng ta sẽ phải là câu A. Ok, bài khó đúng không ạ? Đúng sao? Ta sẽ kiểm tra lại đáp án cho phần luyện tập đã số mấy rồi? Số 3 đúng không ạ? Còn luyện tập số 3 cho phần đọc 1 của kỹ năng đọc hiểu. Ở câu 1 của chúng ta là câu C, câu 2 là câu A, câu 3 là câu B, câu 4 là câu D và câu 5 là câu C, câu 6 là câu A. Mọi người ghi chép hết sức cẩn thận và chúng ta nhớ như tôi vẫn dặn là các anh chị nhớ là chúng ta sẽ tích chọn, chúng ta sẽ gạch cả các phương án vì số sao chúng tôi đã hiểu lý do vì sao đã chọn cả đó rồi, vì tôi đã dịch qua lực dịch qua cái nội dung của bài đọc. Để trong cái trường hợp mà đáp án nó bị xáo trộn chúng ta đã biết được đó là câu nào. Và mọi người nhớ là trong bài thi chỉ có 5 câu thôi, ngoại nên chúng ta cũng đọc kỹ đề để biết là những câu hỏi nào được đưa vào để hỏi. Ta sẽ sang luôn cái bài đọc số 4 nhé các anh chị. Phần số 4 tôi sẽ dịch xong thì các anh chị có thể để lao trước khi đi vào phần chuyện câu hỏi. Thì bài số 4 này của chúng ta là về một nhà phê bình phim, film critic, và tên của cái nhân vật này của chúng ta là Mark Adams. Anh ta nói về công việc của mình, đúng không ạ? Công việc là một nhà phê bình phim của mình như thế nào. Bài đọc rất là dài, nhìn thấy là đã hoàn thành rồi. Và trung bình thì chúng ta có 4 bài 90 phút thì bao giờ cái lời khuyên cho cái bài này chỉ là dao động từ 15 đến 17 phút cho một bài quá trình đọc. Và cái chiến lược đọc thì vẫn chỉ là skimming và scanning thôi. Thông thường thì cũng như lời khuyên là chúng ta sẽ đọc skimming trước, sau đó thì đến câu hỏi chúng ta scanning để lại thông tin chi tiết.
À, mời anh chị ra nghe tôi dịch nước con nhanh cho các bạn để lao nhé. Mark Adam thì nhìn lại 10 năm qua là công việc phê bình phim cho một tờ báo có tên gọi là The Front Page. Viết bài về phim cho tờ báo The Front Page là công việc thích hợp đầu tiên của tôi. Bởi vì trước tờ báo tôi đã làm rất nhiều cái bài phê bình tiểu thuyết cho các tờ báo khác này, phim cho một tạp chí và bất kỳ việc gì mà tôi được yêu cầu khi mà làm cho một đài phát thanh. Đó là cách tôi gặp Tom Seaton, biên tập viên người đầu tiên của tạp chí The Front Page, người cũng từng viết cho đài phát thanh và truyền hình. Anh ấy thuê tôi, nhưng Tom chủ yếu thì không phải là một nhà nếu không anh ấy sẽ chắc chắn là sẽ thận trọng hơn trong cái việc chọn lựa nhân viên của mình. Đầu tiên lúc đầu thì ý tưởng của Tom Seaton là một nhóm các nhà phê bình cần quan tâm đến nhiều cái lĩnh vực ngoại hình nghệ thuật mà không cần đòi hỏi kiến thức chuyên môn, đặc nhiên là có thể là sách này, TV, sân khấu, phim và đài. Và hàng tuần thì sẽ có một bữa trưa, tại đó chúng tôi sẽ đưa ra cái lựa chọn từ những cái chất liệu nghệ thuật mà tôi đã quyết định là tôi nên trình bày. Và mặc dù là không có khách mời đâu, xin lỗi không phải, và thỉnh thoảng thì cũng sẽ mời một số các vị khách để làm cho không khí hòa đồng hơn, shop atmosphere sociable, nghĩa là hòa đồng với xã hội tốt hơn. Lúc đó thì tất cả giống như là một giấc mơ, một tờ báo mới, và tôi là một thành viên của đội. Dường như khó mà có khả năng một tờ báo giấy để đưa ra vào một thị trường vốn dĩ đông đúc như vậy. Và dường như là có một triệu phú muốn giúp đỡ cá nhân tôi và đang giả vờ thuyết phục tôi, đang giả vờ tuyển dụng tôi. Đó chính là sự thiếu tự tin của tôi. Thực tế là lần đầu tiên tôi thấy ai đó đọc cái bài báo của mình trên cái tàu điện ngầm của tàu điện ngầm ở London, đúng không ạ? Và sau đó thì lập được cái trang mà trong đó có một số cái bài phê bình của tôi xuất hiện. Tôi đã không biết là những ở đâu. Kế hoạch ban đầu của tôi trong một nhóm các nhà phê bình nghệ thuật thì không bao giờ thành công. Đây là một ý tưởng hay, nhưng mà cuối cùng hóa ra là gì ạ? Là chúng tôi đã không cùng làm với nhau như kế hoạch được. Vì vậy nên là mọi người đã thực hiện qua điện thoại. Hóa ra thì công chúng ngoài kia thì thích là gì ạ? Gắn một nhà phê bình với một lĩnh vực chủ đề cụ thể duy nhất thôi. Và vì vậy thì tôi đã chọn phim. Tuy nhiên thì nếu như không có cái sự thúc đẩy ban đầu của tôi thì chúng tôi cũng khó mà có thể đưa ra được cái sự sắp xếp như hiện tại. Theo đó, tôi sẽ viết một cái phần phê bình phim mỗi tuần, thường là về bộ phim. Sự sang trọng của cách làm này khá là hợp với tôi. Tôi sẽ không quan tâm tới cái vai trò chuẩn mực, vai trò của một nhà phê bình phim tiêu chuẩn, mà khi mà thường là công việc liên quan tới nhận xét những cái bộ phim mà vừa mới ra mắt, đúng không ạ? Cái lề thói công việc như vậy thì khiến tôi trở nên tồi tệ ngay lập tức. Tôi sẽ phải chìm vào hàng hào chụp ủ chạy dậy, gọi là chìm vào, nghĩa là ngồi lặng trong cái chỗ ngồi của mình. Và bộ sách tháng thứ hai với tiếng thở dài, tôi sẽ phải ngồi cho qua cái thứ rắc rưới chỉ được ngày bao giờ đây. Ý là công việc của anh ta bây giờ nó sáng tạo hơn nhiều và không tập khuôn như những cái nhà phê bình phim thông thường, đúng không ạ? Một kiểu tôi thường thấy cho các phòng chiếu trên khắp thế giới. Cái không gian mà tôi được cho phép ấy, thì đã giúp tôi mở rộng hơn nữa những cái lập luận của mình. Hoặc một tôi trong một cái tuần có thể là không thú vị đâu, nhưng cũng phải làm một cái gì đó từ không có gì cả. Và vậy thì cái vai trò của tôi ở trong đấu trường, trong cái lĩnh vực, xin lỗi, gọi là gì ạ, đối với công chúng sẽ là gì? Tôi cho rằng mọi người sẽ lựa chọn bộ phim dựa trên những ngôi sao ưa thích, dựa trên
hoặc cái sự nổi tiếng hoặc là dựa trên đạo diễn. À, ngoài ra thì còn có một cái thứ gọi là lòng trung thành với thể loại, đúng không ạ? Với cái loại phim hoặc là ngược lại, người ta không trung thành, ghét hoặc thích đấy ạ. Và nếu như rất hiếm khi xảy ra một cái trường hợp là gì ạ? Một người ghét phim phương Tây thì lại mua vé sau khi mà anh ta đọc một cái bài nhận xét, hay là một người nghiện chuyện ngôn tình thì lại không đến xem một cái bộ phim lãng mạn cũng chỉ vì bài nhận xét. Vì vậy nếu như một bài đánh giá nếu mà đánh giá phim không thực sự là một cái hướng dẫn cho người sử dụng, hướng dẫn cho người đi xem thì nó là gì? Tôi chắc chắn thấy rằng mình không cần phải có trách nhiệm là phải đưa ra đúng hay sai một bộ phim. Tôi cũng không nghĩ là cần có một cái lượng, số lượng nhất định những cái bộ phim hay hay là phim dở. Năm, tất cả những gì tôi phải làm là đưa ra một cái lập luận của bản thân mình, cuộc tranh cãi của bản thân mình. Tôi không phải là thẩm phán và cô cũng không muốn trở thành điều đó. Ok, tôi bình tĩnh một khác biết là cái nhất công việc của ta rất là ẩn ý, đúng không ạ? Vậy thì câu đầu tiên của chúng ta, ok, có lẽ chúng ta sẽ nghỉ để làm một chút đi chị nhé, hay là ta chữa luôn xong rồi ta nghỉ để làm một chút, ta chữa nốt cái bài này rồi nghỉ để làm. Ở câu hỏi đầu tiên là chúng ta biết được gì về Tom Seaton ở cái đoạn đầu tiên, đúng không ạ? Thì Tom Seaton là người mà đã thuê Mark về làm việc. Và có một câu mà Mark có nói đó là gì ạ? Tom đã trải qua cái nghề viết biên tập rồi, cũng viết biên tập cho đài, cho báo rồi. Vậy thì ở đây cái đáp án chúng ta chọn sẽ phải là B, là Tom Seaton cũng đã từng làm việc ở những lĩnh vực khác nhau của báo chí. He has worked in various areas of the media. Ta sang câu thứ hai, cái bữa trưa hàng tuần ấy thì đã được lên kế hoạch với mục đích gì, đúng không ạ? Mọi người nhớ lúc đầu tiên thì tôi có đưa ra một cái kế hoạch, đó là có cái bữa trưa hàng tuần, đúng không ạ? Và sau đó thì ta sẽ mang tới những cái yêu cầu công việc và mọi người sẽ chia nhau làm, đúng không ạ? Nó rất là rõ. Cái đáp án chúng ta chính là C, distribute the work that has to be done. Vậy anh ta sẽ đưa công việc, phân phối công việc đó tới mọi người trong nhóm để làm. Ở câu thứ ba, when Mark first started working for the Frontage, và khi lần Mark lần đầu tiên mới bắt đầu làm cho cái tờ tạp chí Frontage thì anh ta cảm nhận thế nào? Mọi người còn nhớ cái câu mà anh ta nói khá là hài hước không ạ? Được. Mọi người anh ta đó, cũng nghi ngờ về sự thành công của cái tờ báo mà anh ta làm việc. Chứ câu anh ta nói là tôi đang nghĩ là tôi ai đó là triệu phú và giả vờ thuê cho đến việc thành công là sao vậy? Và cuối cùng thì câu thứ tư, in the end, the organization of the team was influenced by. Và cuối cùng kết cục thì cái tổ chức của cái đội đó thì đã bị ảnh hưởng bởi cái gì? Thì mọi người thấy rằng là cái công thức đầu tiên, cái kế hoạch đầu tiên của Tom chính là không cần chuyên sâu của người mà cứ đưa ra các cái yêu cầu, đưa ra phim ảnh, ai chọn thì mình chọn. Nhưng mà cuối cùng có một câu mà Mark trong khi viết đã nói là gì ạ? Nhưng hóa ra công chúng ngoài kia thì thích gắn kết, có nghĩa là họ thích là một người phê bình thì chuyên một lĩnh vực thôi, đúng không ạ? Anh ta đã chọn phim đấy ạ. Và chính như vậy thì ở đây câu thứ tư này chúng ta sẽ phải chọn đó là A, đúng không ạ? Ý kiến của người đọc, nghĩa là công chúng người đọc hướng tới của anh phê bình, họ muốn là cái tác giả này chỉ quen thuộc một lĩnh vực mà thôi. Ở câu thứ năm, in Mark's opinion, theo ý kiến của Mark thì những cái bài báo của anh ta, những cái bài phê bình của mình ấy, của anh ta đưa ra thì là sao ạ? Anh ta có nói, mọi người có nhớ không ạ? Đó là gì ạ? Là hiếm khi là gì một người thích phim viễn Tây lại đi xem, không thích phim viễn Tây thì lại đi xem vì một bài nhận xét phê bình, hay là những người thích ngôn tình thì không xem ngôn tình cũng chỉ vì bài phê bình. Vậy là anh ta tự thấy rằng là cái bài, những cái bài báo của mình thì không có ảnh hưởng nhiều tới, đúng không ạ, tới những người người đọc, mà chỉ đưa ra một cái lập luận, đưa ra một cái tranh luận thôi, đúng không ạ? Và câu năm chúng ta sẽ là, đáp án chúng ta sẽ phải là C, have little effect on public viewing habits, rất có ảnh hưởng rất là ít tới cái thói quen của người xem. Và câu cuối cùng của bài đó là gì ạ? Which of the following best describe what Mark say about his work? Vậy thì cái câu nào trong bốn lựa chọn sau sẽ mô tả chính xác nhất về cái ý kiến của Mark khi nói về công việc của mình? Thì mọi người có nhớ cái câu cuối cùng mà anh ta
đã có một cái không gian rộng hơn, một sự tự do hơn khi để nói những cái lập luận của mình, không bị bó buộc theo cái tiêu chuẩn là phải đưa ra là phim hay hay phim dở hay là như ở đó, đúng không ạ? Ông anh đã không muốn làm quan tòa để phán xét được là nó. Vậy thì câu ta làm cuối cùng ta sẽ phải là câu C. He can freer express his opinion. Anh có thể tự do đưa ra những cái nhận xét, ý kiến của bản thân. Và đó là cái bài luyện tập thứ tư trong phần 1 của bài kỹ năng đọc. Mọi người thấy là khó, bài thì khó, dài, từ vựng nhiều, và cách diễn đạt của cái phần này nó sẽ mang tính chúng ta phải đọc hiểu, chúng ta phải infer, chúng ta phải suy luận được rồi chứ không phải là đọc hiểu từ đơn giản. Ta kiểm tra lại đáp án cho phần practice luyện tập số 4 này nhé. Câu 1 là B, câu 2 là C, câu 3 là A, câu 4 là A, câu 5 là C và câu 6 là C. Ok, mời các anh chị ra nghỉ giải lao tới ra nghỉ giải lao 12 phút đi. Đến 3 giờ 45 nhé. 3 giờ 45 mình sẽ ta quay lại tổng cộng. Mời nghỉ giải lao.